tiết lộ sự thật về những bí mật xoay quanh Đại tướng Phan Văn Giang, người đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Kính chào quý khán giả của kênh Radio Việt. Ông Phan Văn Giang đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển trong sự nghiệp quân sự, từ một chiến binh trên chiến trường đến một lãnh đạo hàng đầu. Phan Văn Giang đã chứng minh sự đáng tin cậy và kiên định của mình trong việc thúc đẩy phát triển và hiện đại hóa quân đội Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn những sự thật về ông chưa được tiết lộ hoàn toàn. Hãy cùng Radio Việt khám phá và làm rõ điều này nhé! Phan Văn Giang đã nhận được đào tạo về hậu cần và lục quân, cũng như trở thành sĩ quan chỉ huy cấp chiến dịch và chiến lược tại Học viện Quốc phòng. Ông đã đạt bằng tiến sĩ khoa học quân sự tại Học viện Quốc phòng và thành thạo tiếng Anh. Phan Văn Giang bắt đầu sự nghiệp quân sự vào tháng 8 năm 1978 khi gia nhập quân ngũ. Ông là chiến sĩ thông tin thuộc tiểu đoàn 4, trung đoàn 677, sư đoàn 346. Trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra vào tháng 2 năm 1979, ông đã tham gia chiến đấu tại điểm cao 893 ở xã Cao Trương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng vào ngày 20 tháng 11 năm 1979. Sau đó, ông được cấp trên cho đi ôn văn hóa để thi vào trường sĩ quan Tăng Thiết. Vào tháng 8 năm 1980, ông được gọi vào trường cao đẳng Tăng Thiết, sau đó chuyển sang trường sĩ quan Tăng Thiết vào ngày 4 tháng 12 năm 1980. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 9 năm 1983. Sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan Tăng Thiết, ông được phong quân hàm trung úy và điều động về công tác tại sư đoàn 312, quân đoàn 1. Ông đã có nhiều vai trò khác nhau trong quân đội và trở thành đảng viên chính thức vào tháng 10 năm 1984. Ông đã giữ chức vụ phó bí thư chi bộ, đại đội phó kỹ thuật, phó bí thư đảng ủy và nhiều chức vụ khác trong quân đội. Năm 2001, ông được bổ nhiệm làm phó tham mưu trưởng của sư đoàn 32 thuộc quân đoàn 1 vào ngày 1 tháng 8. Sau 6 năm, vào năm 2003, ông trở thành ủy viên đảng và phó sư đoàn trưởng, kiêm tham mưu trưởng của sư đoàn 32 quân đoàn 1 vào ngày 1 tháng 11. Vào năm 2008, ông được bổ nhiệm làm ủy viên đảng và phó bí thư đảng ủy của sư đoàn 312 quân đoàn 1 vào ngày 1 tháng 8. Ông cũng được bổ nhiệm làm ủy viên đảng và phó tư lệnh về quân sự của quân đoàn 1 vào ngày 2 tháng 2 năm 2009. Sau đó, vào ngày 1 tháng 6 năm 2010, ông được bổ nhiệm làm ủy viên đảng và phó bí thư đảng ủy của quân đoàn tư lệnh quân đoàn 1 vào ngày 1 tháng 8. Vào tháng 10 năm 2010, ông được thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng. Vào tháng 10 năm 2011, ông được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy Bộ Tổng tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng và phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam vào tháng 9 năm 2013. Vào tháng 3 năm 2014, ông được thăng quân hàm từ thiếu tướng lên trung tướng và được bổ nhiệm làm tư lệnh quân khu 1. Cùng là ủy viên quân ủy trung ương vào ngày 26 tháng 10 năm 2016 tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12. Vào ngày 17 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm Phan Văn Giang giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Sau đó, vào ngày 01 tháng 9 năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và đồng thời là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ban lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 vào ngày 31 tháng 1 năm 2021. Tại hội nghị đầu tiên của Ban lãnh đạo Trung ương Đảng khóa 13, đã chọn ông làm thành viên Bộ Chính trị vào ngày 4 tháng 4 năm 2021. Tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội Việt Nam khóa 14, từ nhiệm kỳ 2016 đến 2021, Phan Văn Giang được bầu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Vào năm 2021, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng vào ngày 28 tháng 7 năm 2021 tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15 và được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Chính phủ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 đến 2026 vào ngày 17 tháng 6 năm 2021. Ông cũng được chỉ định tham gia Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020 đến 2025 vào ngày 25 tháng 8 năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1438, bổ nhiệm ông Phan Văn Giang làm thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trực tiếp với tư cách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Phan Văn Giang cam kết thúc đẩy sự chuyển đổi và cải thiện liên tục trong cơ cấu và hiệu suất của quân đội Việt Nam, nâng cao năng lực chiến đấu, đào tạo và phát triển nhân lực, cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế và đảm bảo an ninh quốc gia. Ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược quốc phòng của Việt Nam trong bối cảnh biến động và thách thức ngày càng phức tạp trên toàn cầu. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định rằng Đại tướng Phan Văn Giang là một cán bộ được đào tạo cơ bản chính quy, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các đồng chí đã cùng với Ban tham mưu Trung ương Bộ Quốc phòng thực hiện tốt vai trò tư vấn chiến lược cho Đảng trong công việc chỉ đạo quân đội, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng kỷ luật và xử lý tình huống một cách hiệu quả để phát triển quân đội mạnh mẽ. Đại tướng Phan Văn Giang đã nhấn mạnh rằng việc phát triển kinh tế không được đặt lên hàng đầu
mà cần phải luôn coi trọng an ninh quốc gia, đảm bảo trách nhiệm của hệ thống quốc phòng. Ông đã để lại những dấu ấn đáng tự hào cho đất nước và tạo niềm tin vững chắc cho quân đội và nhân dân. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã thể hiện sự khác biệt của Việt Nam thông qua việc kết hợp thế mạnh của ngoại giao quốc phòng, tăng cường quan hệ với các nước và xây dựng tiềm lực quốc phòng. Ông đã nhấn mạnh những thành công trong công tác đối ngoại quốc phòng của Việt Nam trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp, thể hiện sự quán triệt thực hiện đường lối đối ngoại được chỉ đạo từ Đại hội Đảng lần thứ 13. Việc trồng cây tre Việt Nam và thu hoạch nhiều thành tựu quan trọng đã làm nổi bật những điểm xấu của quốc phòng và đối ngoại, theo Đại tướng Phan Văn Giang. Theo ông, trong những năm qua, việc hội nhập quốc tế và triển khai đồng bộ đối ngoại quốc phòng đã mang lại nhiều cách làm sáng tạo và kết quả quan trọng, góp phần vào thành công chung của công tác đối ngoại và tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao uy tín của Việt Nam và quân đội trên trường quốc tế. Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh về hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, giúp củng cố tin cậy và duy trì thế cân bằng trong quan hệ đối ngoại, đặc biệt với các nước láng giềng, khu vực và đối tác khác, nhằm thúc đẩy hòa bình, hóa giải xung đột và bảo vệ đất nước từ xa. Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Bộ Quốc phòng đang mở rộng hợp tác với các nước dựa trên cơ sở tin cậy chính trị, đa dạng hóa hình thức hợp tác phù hợp với quan hệ Việt Nam, ưu tiên tăng cường quan hệ quốc phòng đoàn kết hữu nghị với các nước láng giềng để bảo vệ an ninh trực tiếp của đất nước. Trong lĩnh vực quốc phòng, cũng đã có sự chủ động trong việc tư vấn với Đảng và Nhà nước để tham gia vào các hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cứu trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa quốc tế. Sức mạnh mềm đã đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được những thành công lớn, như đã được Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ. Trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng, luôn kết hợp sức mạnh của quan hệ đối ngoại truyền thống và khả năng hội nhập, lan tỏa và sức mạnh mềm. Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Bộ Công an và các cơ quan đại diện ngoại giao khác để bảo vệ lợi ích quốc gia và dân tộc. Trong bài tham luận của mình, người đứng đầu Bộ Quốc phòng cho biết rằng trong tương lai, Bộ Quốc phòng hướng tới một số giải pháp cụ thể trong đối ngoại, tuân thủ đường lối đối ngoại theo tinh thần của Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết quan trọng về đối ngoại. Với bài phát biểu sâu sắc và thời sự về việc tăng cường khả năng quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã truyền đạt không chỉ thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển mà còn tái khẳng định lập trường 4-0 của Việt Nam trong đối ngoại quốc phòng. Đặc biệt, ông nhấn mạnh rằng nền quân sự của Việt Nam là toàn dân mang tính chất tự vệ hòa bình, không gây hại cho bất kỳ quốc gia nào. Hà Nội cam kết tuân thủ chân lý và tăng cường tiềm lực quốc phòng để phòng thủ và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh thế giới biến động hỗn loạn hiện nay, nhằm tránh bị hiểu lầm hoặc nghi ngờ. Đại tướng Phan Văn Giang đã tái khẳng định lập trường Việt Nam theo hướng xây dựng nền quốc phòng tự vệ, sẵn lòng là bạn của tất cả nhưng không nhượng bộ lợi ích quốc gia, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với một quốc gia để chống lại quốc gia khác, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại quốc gia khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đại tướng Phan Văn Giang đã thể hiện một Việt Nam mở cửa, sẵn sàng giao tiếp thẳng thắn và thiện chí với tất cả các quốc gia, bao gồm cả các cường quốc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã trình bày tầm nhìn chiến lược về an ninh khu vực và thế giới, đồng thời nhấn mạnh xu hướng hòa bình, hợp tác và phát triển luôn là ước muốn chung của Việt Nam. Các vấn đề an ninh truyền thống vẫn phức tạp và đa dạng, bao gồm cạnh tranh chiến lược, xung đột lợi ích, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa các quốc gia. Bộ trưởng Phan Văn Giang đã nhấn mạnh việc nâng cao khả năng quốc phòng cần đảm bảo sự minh bạch để tránh hiểu lầm và làm suy giảm lòng tin giữa các quốc gia. Sự thống nhất rõ ràng trong chính sách quốc phòng của Việt Nam được đánh giá có ý nghĩa lớn đối với việc thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và phát triển. Việt Nam không sử dụng vũ lực để đe dọa hoặc chống lại bất kỳ quốc gia nào, theo chính sách quốc phòng 4-0. Cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng biên giới, nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tăng cường hiểu biết và tinh thần đoàn kết giữa hai quốc gia. Trong bối cảnh kỷ niệm 7 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, vào ngày 7 tháng 5 năm 1954 và ngày 7 tháng 5 năm 2024, Đại tướng Phan Văn Giang đã tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến sự hỗ trợ của Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Trung Quốc trong cuộc chiến giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Đây là một sự kiện lịch sử thể hiện rõ tình đoàn kết và hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, hai quốc gia đã đồng lòng chiến đấu cùng nhau. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng rất vui mừng khi được tham dự và chủ trì cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 8. Ông nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước không chỉ là đồng minh mà còn là anh em giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước. Hai bên đã đánh giá cao mối quan hệ hợp tác quốc phòng trong thời gian qua, dựa trên việc ký kết các văn bản hợp tác và thúc đẩy triển khai hiệu quả. Các hoạt động hợp tác tập trung vào nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, duy trì cơ chế đối thoại chiến lược, đào tạo quân sự, công tác đảng, công tác chính trị, quản lý và bảo vệ biên giới. Cụ thể,
hợp tác quản lý và bảo vệ biên giới đã đạt được nhiều thành tựu thiết thực, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội tại khu vực biên giới. Lực lượng quản lý và bảo vệ biên giới từ cả hai bên đã thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các hoạt động vi phạm. Các cuộc gặp gỡ, hội thảo và tuần tra chung đã được tổ chức để nâng cao hiệu quả hợp tác song phương và sử dụng hiệu quả đường dây nóng liên lạc. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc đã trở thành một mô hình hợp tác hiệu quả, thể hiện sự đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân, chính quyền địa phương và Bộ Quốc phòng hai nước. Đặc biệt, việc duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác thường niên như đối thoại chiến lược quốc phòng, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước đã khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển về phương hướng hợp tác hai bên. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, được công nhận là biểu tượng của sự kiên định, tận tụy và dẫn dắt tinh thần trong quân đội, góp phần quan trọng vào việc hiện đại hóa và mạnh mẽ hóa quân đội, bảo đảm an ninh quốc gia và thúc đẩy hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Cung cấp thiết bị đào tạo và phát triển nhân lực để nâng cao sức mạnh và hiệu suất của quân đội Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang cũng đặc biệt quan trọng. Việc xây dựng và mở rộng quan hệ quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng để tăng cường tầm ảnh hưởng và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Ông đã có đóng góp to lớn không chỉ trong việc củng cố sức mạnh quân sự, mà còn trong việc bảo vệ và phát triển đất nước. Sự kiên định, tận tụy và tầm nhìn của ông đã đưa quân đội và đất nước Việt Nam tiến xa hơn, góp phần xây dựng một tương lai vững chắc và hòa bình cho cả quốc gia và khu vực.